Ông đang làm cái gì vậy? Má nhìn bựa thiệt luôn á. Phải công nhận má nhìn. Trời coi cho nó cái. Ôi cái. Trời má này nhìn cứ như crush vậy. Ôi ông ơi nhìn nhìn kỳ lắm ơi. Bựa bựa thiệt bựa thiệt. Nhìn nó cứ bựa bựa thấy đéo nào mình. Nó cứ crush hay gì vậy? Hiện tại mình đang đi trên mặt nước đó các bạn. Hay ê ê ông ơi ông ơi ông ơi. Lùi 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 lại lùi lại. Má lộ cả mánh ra hết rồi. Thật chất là nãy giờ mình đang đi trên mặt nước đó các bạn. Cái màu vàng ở dưới chân mình là không phải là cái gì đâu nha các bạn. Mấy bạn đừng để ý nó, mình đang đi trên mặt nước á. Hay không, mình mới luyện được khinh công và bỏ nhìn mà ảo thiệt. Má nhìn cứ như đang lướt trên sóng biển á. Má nhìn bựa thiệt, phải công nhận. Ý ông ơi, chuẩn bị cẩn thận ông ơi. La 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 la. Má nhìn mua cái Kraken Sub này nhìn nó cứ sao sao á. Ôi, lái đàng hoàng ông ơi. Ôi, má lái gì ảo vậy ba. Và la ôi trời. Ôi ông ơi, ông tắt cái first person đi, ông coi cái bên third person có này hay lắm nè. Quay lại ông ơi, sao coi này vui lắm nè. Nhìn mắc cười thiệt á. Fuck you. Má coi nè, coi nè. Ông thấy không? Không thấy à? Vậy liền thế. Cái này nhìn nó bự lắm mà. Tôi nhìn cái third person này tôi cũng thấy chút xíu rồi, mà tôi cũng không rõ nữa. Đấy, cái ông này lái gì cứ như là hạt ra, thôi để tôi lái cho. Lần sau để tôi lái. Ông lái dở quá. Đây đây coi nè. Mình vừa mới bật cái mã súng ảo lòi. Và mình bây giờ mình sẽ thử ngay bây giờ. Oh shit. Oh no. Nó bắn một phát nổ xem. Pang pang what the fuck. Ôi vãi cái cheat. Cái này là cheat code nha các bạn. Má nhìn này cái bờ thiệt phải công nhận. Cái gì cũng chắc nó bắn rồi phải chết luôn. One hit. Không có chuyện lần thứ hai. Má ảo thiệt. Oh fuck. Come on diesel. Vãi thiệt phải công nhận. Bắn thử phát ra. Ồ chứ cái một viên đạn là nó nổ liền. Cảnh sát nè. Xe nè, xe nữa nè. Này nhưng bắn cái gì cũng nổ đó. Cảnh sát nữa kìa. Fuck you. Ủa sao có người không nổ còn có mọi cái gì nó nổ rồi. Xe cộ là nổ chứ người không có nổ. Má nhìn đã thế. Fuck you. Ủa cái gì bắn vậy? Trực thăng à? Ở đây, đây nè. Fuck you bitch. Thôi, bắn phát nổ luôn cái con trực thăng. Đi, má hết máu hồi nãy giờ mình bắn mà không để ý máu tí nào. Oh what the fuck, ông đi đâu vậy? Tại sao bỏ tôi đây mình? What the fuck? Má bây giờ phải nhảy xuống rồi. Ôi chết, hồi nãy mình có mang dù không trời. Hên quá, có mang dù. Ôi trời, ôi đi. Ngay tống cái cục điện, what the fuck. Con mập, cho mượn xe tí nha, cảm ơn. Đi, nhanh nào, nó dành lại bây giờ. What the fuck, mấy gì có nguyên cái hòn đá ở đây vậy? Đi, nhanh. Chúng ta đang chuẩn bị đi cướp ngân, lộn, không phải ngân hàng mà là cướp một cửa tiệm. Đây, cái cửa tiệm ở đây nghe đây. Ông đâu rồi? Ôi, ông đâu đây vậy? Hỏi gì, gieo tin nó xuống hay vậy? Vô cướp. Nói kìa, vô bên trong lấy đồ đi, lấy tiền đi. Tránh ra. Ồ, đấm phát ngất tỉnh luôn. Take cash, bấm bên phải. Ôi, nó chạy. Vô, lấy tiền. Ôi, nó chạy, ông đi, em dí nó đi đâu vậy? Ở đây tôi lấy tiền nha. Ok, tiền. Cướp đi, nhanh nào.
Ủa rồi, nó chạy ra kìa, what the fuck. Chạy ra. Ủa, ông lái đi, tôi lên bây giờ. Ok, đi. Bắn á, oh fuck you bitch. Trời, coi cái tướng này nó nhăn lộn mèo luôn. What, shit, à đù. Ở đây lần sau tôi lái vào ông lái nguy hiểm vơ đó, oh what the fuck. Trời ơi, này. Wow, à, sao ông chọi bom nó chi vậy? Nó nổ cái dùng xe mình nổ bây giờ. Cẩn thận đi ông ơi. Đừng chọi nha, đừng. Ôi, what the. Tôi đã bảo là đừng có chọi cơ mà, what the fuck. Giờ nổ xe tôi luôn rồi nè. Ông ơi, ông làm nghẽn mặt giao thông rồi kìa. Ông nhảy gì người ta cũng không có chú ý gì đâu, thấy con nhỏ đâu không, nó kiểu như cái mặt nó không quan tâm, éo quan tâm. Má nhìn bự thì phải công nhận. Ôi, nó cản ông rồi kìa. Ồ má. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào khu quân sự nha. Tụi mình đang cố gắng tìm đường vô. Ok, đi nha nào. Ông ngồi cẩn thận nha, tôi sắp lao vào cái khu quân sự đó nha. 1, 2, for you. Ôi, vô bên trong nè. Ôi, vô bên trong là dính 4 sao luôn nè. Chạy. Giờ tôi vô ông một chiếc, tôi một chiếc ha. Ông lấy phản lực đi. Tôi nhớ đâu đâu đây nó có cái phản lực này nhiều lắm. Đi tìm coi, nhanh nào. Ủa sao nghe đây không có chiếc nào vậy? Ôi, max, tôi chuyện sẽ tăng. Ai bắn rồi, bắn nó đi, tôi đang lấy xe mà. Oh what the. Ôi, coi chừng nó lấy cái xe tăng ra, nó thấy bà nữa. Ở đây tôi chạy một vòng để xem nó cái mấy cái phản lực đâu hết rồi ta. Tôi nhớ là đâu đây có cái phản lực mà nhiều lắm. Ủa, tôi nhớ rõ ràng ở đây mà. Ủa sao giờ nó trống chân rồi. Ôi, rồi hết đường ra rồi, giờ đi đâu nữa? Ông set boy đi. Ok, set rồi. Ok, từ đợi tôi tí. Để tôi chạy kia. Ủa ra rồi nè. Đâu bên trong này ông có chắc không vậy? Bên trong này tôi nói cái mấy cái phản lực đó, có trong đây không? Ok, để chạy vô luôn hả? Ok. Hello. Cứu cậu ông ơi. Ôi tôi chết luôn rồi. Nó phải công nhận là cái xe này chạy êm thiệt, không ra tiếng gì hết, nên xe điện có khác. Quay ông ơi, ông lái cái kiểu gì mà xe tôi văng hết một cái cửa luôn nè. What the. Man, xe ngon lành này mà ông phá gì vậy? Ông lái đàng hoàng đi. Nãy giờ tôi nhớ ông lái đàng hoàng bao nhiêu lần rồi. Má mém điện tôm trúng cái xe kia rồi. Bả thấy nó bóng đèn rồi. What the fuck. Quay, ông lái ơi, leo lên làm gì? Ông cầm búa chi vậy? Chúng ta đi bắn súng mà, tại sao ông cầm búa chi? Đây nhà vô luôn đi, gian ngạch sát nè. Sao thấy tụi nó đứng ngay, ngay đây có đường ra không? Ở đây không có đường ra, mình đi vòng lại đi. Vòng lại. Ôi, chờ bắn đây nữa ha. What the. Ôi, có thằng, sao ông bắn đi đứng đường đó làm gì vậy? Ngay đây có ai không ta? Sao nhìn trên bên đó thì thấy mình mà chạy tới đây ngõ cục là sao? What the fuck. Chắc tụi nó bên ngoài như thế. Ơi, tụi nó chạy này thì nhảy vào nè. Này thì dễ vô. Cái khu này khu của tụi da đen. Tụi này nó đông như vậy á. Bắn này ác lại lắm. Hồi dân chúng thằng nào cũng có súng hết á. Đúng là đất nước tự do có khác. Nào nấy mỗi mình trang bị cây súng. Gặp ai láo một cái nhà ra rút súng ra bắn không sợ gì hết. Mấy này thậm chí không sợ đi tù nữa. Vãi liệt. Ơi, mấy em đã bị bắn. Cảm ơn nha. Ông chạy lên xem có ai không? Tuy nhiên có thằng ở đây là ngay minimap luôn. Xem bên đây không có ai. À bên đó bên tay trái.
tôi chạy lên đi, chạy lên. Ông xử nó đi, ông xử nó luôn đi. Để tôi qua bên kia đi. Có thằng nó đang đi qua hướng bên trái của tôi nè. Từ từ. Nó dùng cái first person mode này nhìn nó vui thiệt á. Nhìn nó giống như cái bắn súng chín hiệu vậy. Đây tôi thấy có thằng này. Ôi, fuck you bitch. Tôi gần hết máu rồi, tôi gần hết máu rồi. Ông còn nhiều máu không? Hả? Gần hết luôn à. Từ từ nha, từ từ. Để tôi bắn mấy thằng bên bên phải cho. Ôi, hai ba thằng. Ôi trời, chết luôn rồi. Waste. Fuck this shit. Mà sao tôi còn hồi sinh được, tôi đang ở bên ngoài nè. Rồi, ông chết luôn rồi. What the f... Để tôi chạy vô cho. Cái gì anh ta? Wow, hai ba thằng. Rồi, làm thằng đi. Fuck you bitch. Rồi, nó hướng bên mấy cái chỗ bên ngoài làm sao mình giới được ta. Mấy này nó, đây có ông ta, ủa sao không có ta, nhìn trên minimap mà. Mấy này nó cứ đứng chạy nhanh với lại đứng bên ngoài, mình phải chạy vô mấy khúc bên trong rồi. Đấy đâu, còn thằng nữa. Fuck you bitch. Rồi má thắng, gang attack, yeah. Hồ má dưới 13 đứa. Headshot 2 đứa, quá liền. Ôi, ngay chỗ này nè, có tụi Mỹ đen gì nó canh gác nhiều lắm à. Để tôi xử hết cho. Fuck you bitch. Ồ mà mình bắn cứ như thánh bắn nha. Yeah, fuck yeah. Phải công nhận, cái này ảo thiệt. Còn cái súng nào được này, mình không có dùng nòng ngắm đi ha. Này, ôi, đậm thế. Ủa, what the fuck. Gì quá. Nè, tôi bắn xong mà chết luôn rồi, cái ông ở tay, vẽ liền thiệt. Xong vô đi. Tụi nó kêu mình lấy ăn gì không? Ông gì chết luôn rồi, kêu what the fuck. Vô nó vô chết luôn rồi. Giờ là hết team life rồi, coi như là không có hồi sinh được đâu nha. Fuck yeah. Ôi, mấy đen có mũi xe nữa nè, what the fuck. Ôi, bắn bể lớp luôn rồi. Cái này thì nhảy ra nè. Ở trong đó luôn đi nha. Đi ra ngoài ông ơi. Nó bảo mình phải cái cướp cái gì á. Thôi để sau đi. Fuck this shit, man. Motherfucker.